Hà Lan cứ thế này thôi. Team Hà Lan đơn giản. Bơ khắm, Gullit, Johan. Van Gogh, ui dồi ôi lợm. Thôi, dạ. Thôi, cho Van Gogh với lại Kluivert. À, có cho Gullit vào hơn nhỉ. Thôi kệ Gullit đây là CS, CAM đi. Right. Hay chết nhầm. Tuấn Anh Lê, LH là nhá, loyal hero. C dot. Vai năng đầm Apenley, chả có cái gì cả. Thiếu hàng vãi cả nhái. Thôi đây bỏ con Gullit đi vậy. Cho Gullit xuống đây. Này là bơ khắm. Đấy. Đang xây theo nền LH các bạn ơi. Tôi đang xây theo một cái nền của LH. Phanh đầu buôi à. Hà Lan thì chả có hậu vệ. Mỗi Daily Blind lương 16. Hệt Hà Lan như nổi. CB Hà Lan lại Văn Đại với lại The Lich. Lương cao quá không nhỉ. Trái Hà Lan con gì nhỉ, quên mất rồi. Trái Hà Lan có à, ăn hôn. Phải là con Đâm. Thủ môn thừa lương. Thủ môn Hà Lan. Xây thử Brazil này. Van der Sar đi. Đấy. Con này lên lương này. Hàng này lên lương là 183. Đây là Hà Lan. Ngọc Phong biết là có gói mới nhưng lởm nhé. Kim Tân đúng hôm nay đang mải xây team quá. Van Dijk đầu bùi ra thôi. Đầu bùi gì? Đầu bùi như nổi. Đầu bùi như phải đầu bùi luôn. Nếu chuẩn thì có thể thay con này vào đấy cũng được. Tiền vệ còn con nào nữa không? Gullit xây Milan. Milan xây rồi. Milan xây qua rồi. Đấy, lương này là 183. Với con này lên lương về sau. Lên 8. Chơi Hà Lan, đang chơi LH các bạn ơi. Đang chơi một team Hà Lan mà cái nền là LH. Đây là cái xương sống, bộ xương sống LH đây. Trông hơi cùi nhỉ. Đang huy đúng, Delic thì hơi lệch meta. Nhưng mà thôi kệ, chấp nhận. Chứ Delic bây giờ làm gì còn con nào mà xứng đáng để đá cặp nữa đâu. Đúng không? Đỡ xa TT không được nhé, bởi vì con này là lên lương. Con này lên lương thì con này chỉ được phép dưới 15 lương. Không đủ.